Xin chào tất cả các bạn. Đây, hôm nay gia đình Kaka có nhận được hai món quà, đều là một bạn gửi cả. Bạn ấy ở bên nước nước Mỹ, bạn ấy Katherine Kennedy à? Đây là tên của bạn này, có thể là mình không biết tiếng Anh nên là mình sẽ đọc không biết có đúng không nữa. Katherine Kennedy đấy. Và đây là đây đều là quà của bạn cả, bạn chia làm hai này. Một hộp dưới đây, cái hộp trên đây này. Bây giờ á, mình sẽ bóc ra bên trong bạn ấy gửi quà gì nhá. Bé nhá. Cả Kaka nữa nhá. Thì mẹ sẽ bóc cái hộp nhỏ trước rồi bóc đến hộp to sau nhá. Từ nào các tránh 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 rồi đấy, mẹ mở quà ra xem cho đây wow. Xem cái đây là con khỉ con nè. Trong đây có cái hạt gì á? Con khỉ con này nhìn đáng yêu lắm cả nè, nhìn như Kaka vậy đấy. Kaka này Wow.
ở đâu nhỉ? À, thế thì cái này là cắm điện cho con vịt thôi. Cho con vịt. Hay chắc ghét chứ, ở đây làm gì có cắm điện này. Chạy lên xem nè. Không, con để lên chạy đi. Mà đi con vịt. Ca sợ à? Ca lại đây xem này. Cá ở đây mà xem. Cứ sợ chạy không. Ừ, bây giờ đến hộp 2 nha. Để mẹ cắt xem trong có gì nha. Bên trong có gì nè. Bên trong là của em à. Hôm nay ta vẫn mưa. Hôm nay cái con này đi ngang chưa, nhìn đẹp chưa? Đây, đây. Cái kéo này này. Kéo cả anh. Ừ, rồi bỏ lại đây nhá. Ờ, cái ngủ ngay. Rồi, để mẹ bóc cái kẹo này cho hai đứa ăn nhá. Từ từ để em này. Từ 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 để mẹ bóc ăn. Rồi, cá đấy ăn đi. Từ từ, rồi. Rồi này, rồi.
Rồi. Mẹ ăn thử xem nào. Cay. Ngon nhỉ bé nhỉ? Ngon không? Cái này có ở đây, chứ là mẹ bóc giúp nha. Đây, đây là bộ Lego này. Bộ lát Lego này. Đâu? À, một bộ đồ ăn nữa này. Dao, thìa này. Cái gì đây nhỉ? Cái này là cái gì đấy nhỉ? Em mở ra ăn cô nè. Yên đi, ca này sợ ca lại chạy rồi. Ca ca có gì mà sợ? Cái này là để hát này bé này, cái này còn đi xuống đây. Ca cứ sợ thôi, đi lại đây. Mẹ ăn cây cây. Nhìn đây là bé, con biết đây là gì không? Gậy phép thuật đấy. Này. Thích không? Ca đi xuống đây. Cây ạ. Để mẹ xem nào. À, đây là cái bút chì. Ồ, cái này cho chị Quỳnh mang đi học. Đẹp lắm này. Đây nè. Đấy, biết đấy. Bút chì nhìn xịn không? Bánh này. Rồi. Đây là bánh này. Đâu? Bánh của cô Giang à. Ừ. Để ta trên giữa anh. Ô, vòng nè. Đâu? Đấy, mẹ phải xem là của ai nào. Đây là của Quỳnh này. Đây à. Đây. Của Quỳnh. Quỳnh. À đây. Ơ, cha mẹ. Đây này, cái này của Quỳnh nè. Mẹ ơi, cái gì cha mẹ. Đấy, cái này của Quỳnh đấy. Mẹ ơi, cái gì cha mẹ. Thấy chưa, lấp lánh chưa, đẹp chưa? Mẹ ơi, cái gì cây mẹ. Này của Quỳnh. Cái gì cây? Của Quỳnh đấy. Ừ. Ừ, con bỏ vào đi. Bỏ vào đây. Rồi, con bỏ vào đây đi. Wow. Cái chú. Con bỏ vào đây cho chị Quỳnh đi. Để đến lúc đầu chị Quỳnh đi học về rồi mẹ đưa cho chị Quỳnh nhá. Cái chú qua Quỳnh kia. Ừ, cái bỏ vào đây thôi. Mẹ ở đây cái mẹ. Từ từ đó. Cái gì cho mẹ kể mà ca cho mẹ ăn á. Đây mẹ mở ra xem trong đây có gì nhá. Có rắn. Có rắn đâu mà rắn. Có rắn. Từ từ. Đây. Ôi trời ơi, con đi ca sợ lắm. Hôm trước ca sợ con này lắm đấy. Này. Ừ, con đây là con rắn đấy. Đây mẹ lắp nào. Cái gì đây? Con rắn. Con rắn. Ừ, con lắp ngược rồi. Xoay ngược lại. Không phải đây này. Đấy. Không phải. Phải. Không phải. Con có lắp được không? Ca đã bắt đầu lại sợ rồi. Ca xuống đây, không phải sợ, đi xuống đây. À, thằng rắn đây. Các ca sẽ sợ thì ca chạy lên riêng rồi. Ta lại, bắt lại đây cho mẹ đi ca. Thôi đi lại đây. Anh lại xem nào, đi đây nào. À, hắn lùi khỏi tay mẹ này. Đó, ăn con lại đây không? Ca lại, bắt lại đây đi ca. Đó, con bò rồi. Rồi, để đây nhá. Để đây đi, để xem là đây này. Ca lại đây ngồi ca. Ngồi lên đây. Ca ngồi lên đây. Rồi, để mẹ bóc cho. Này là cái gì đây? Bao. Này là cái gì đây nhỉ? Bao. À. Ông bái. Bái. Đây nhiều đồ chơi lạ quá nhỉ? Ui. Con kéo xem.
Kéo ra. Wow. Ừ. Rồi thu lại. Con ngồi lên đây vậy xem nào. Ngồi im nhá. Cá lên đây ngồi. Mẹ ơi, cái gì cơ mà? Đồ chơi đó. À, cái mũ Noel của cá à? À. Đúng rồi. Em dù. Ừ, để mẹ đội cho cá, có khi cá vừa đấy. Ừ, cái mũ này cá nha. Từ từ, bé ngồi lại đây. Em có cá. Ừ, cá ngồi đây vậy xem nào. Cái cây cây này phải cho lên trên. Cá ngồi im nhá, ngồi im. Từ từ đã, mẹ còn chưa hụt được mà, từ từ để mẹ ngắm đã. Em dùng có cái này này. Ừ, mẹ biết rồi. Ờ, mẹ cứ buộc tạm đây đã nha. Wow, em dùng có một này. Rồi, để mẹ xem nào. Từ từ qua đây mẹ ngắm xem nào. À, đẹp quá, đẹp quá. Ồ, tí tay, tí tay. Em dùng có cái này ngủ này. Rồi, đẹp quá. Ngắm xem nào, bé nhìn mũ ca có đẹp không? Ừ, mẹ đang hỏi là mũ ca có đẹp không? Có, mẹ cho cái gì? Mẹ ơi cho cái gì? Rồi, để mũ lại đây cho ca nhá. Mẹ ơi cho đây nha. Bút đấy, bút để câu màu đấy. Mũ ca làm bộ gì đó. Ừ. Đây này, bút này là cứ là... Cái bộ gì đó. Cái bút này nhìn lạ rồi đấy. Cái này, sẽ mở ra. Cái là bộ gì? Rồi, để đây. Bánh này. Đi vào trong kinh bệ đỉnh. Đỉnh. Ừ, bánh này. Đang bút của. Đây nữa, đây cũng bánh này. Đâu? Bánh. Ơ. Lược này. Mẹ, ở đây đây. Lược. Lược. Ừ, lược. Để ra cho chị nha. Ừ, để đó, các Quỳnh để lược, lấy lược trái đầu nhá. Đây là lược. Đây, hai hộp quà này. Ồ, đang còn bánh này này này. Không phải đồ ăn đâu các, không phải đồ ăn, cục tấy. Để mình tấy thế này. Rồi. Đây. Tí nữa mẹ soạn sau nhá. Đây, hai hộp quà này. Mẹ mở ra xem bên trong có gì nào. À, cái là ô tô. Ừ, đây là ô tô. Wow. Hai hộp giống nhau này. Giống nhau ô tô lắm. Cái này. Từ mẹ xem nào. Đi mẹ xem nào. Ừ, đúng không? Wow. Cái này. Máy bay à? Đây là cái ngủ này. Đây là máy bay này. À, đây là cái ngủ này. À, cái này là đèn, đèn giống như là đèn xe ô tô á. Đèn xanh đèn đỏ á. Cái gì cơ mà? Cái này là để lắp ghép đấy. Đây là lắp ghép. Cái này là lắp, giống như kiểu là lắp ghép lại á, xong rồi theo cái đường dây này, các máy bay sẽ chạy theo cái đường dây này đấy, mà phải lấy ra để lắp lại đó. Vậy luôn.
Đây. Đó thì là thôi mẹ không bóc ra nữa, để bây giờ mẹ xem thư bạn ấy viết gì nhá. Ồ, lúc nãy mở đây chứ. Đấy. Đẹp quá. Rồi để đây nhá. Bây giờ mẹ xem thư nhá, xem thư bạn ấy viết cái gì nhá. Đây là bức thư của bạn ấy gửi cho gia đình mình này, bây giờ mình sẽ bóc ra nhá. Từ 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 các, từ. Nào 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 nào, để mẹ xem nào. Đây này. Đây là bức thư mà bạn ấy gửi cho gia đình mình, mà bạn ấy viết hai trang giấy ấy. Đây đây bên đây nữa đấy, nhưng mà do là mình không biết tiếng Anh nên là bây giờ mình phải lấy điện thoại để mình dịch ra đó, rồi xong rồi mình sẽ đọc cho mọi người cùng nghe. Kaka và gia đình thân mến, tôi hy vọng là bức thư này sẽ đến được với gia đình bạn. Tất cả những gì tôi đang viết để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi đối với gia đình bạn. Video của bạn đã trở thành nguồn cảm hứng đối với tôi. Tôi muốn tôi cảm bé từ từ ít nặng đấy mẹ đọc nào. Điều khiến tôi thích thú là sự đa dạng của các loại trái cây được giới thiệu trong video của bạn từ Việt Nam. Đó là một trải nghiệm thú vị đối với tôi khi tìm hiểu và khám phá những bộ đồ này, nên tôi thậm chí còn có cảm hứng để tìm kiếm một số trong chúng ở đây tại Hoa Kỳ. Và tôi đã có thể tìm thấy và thưởng thức một loại trái cây kỳ lạ mà bạn thường chia sẻ một số trong video của bạn. Tôi thấy thật tuyệt vời. Như thế nào, thần thiết của gia đình bạn đã tạo ra tác động tích cực. Tôi cảm ơn bạn đã dẫn đường của những người hạnh phúc và để chia sẻ cuộc sống với chúng tôi. Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Kaka và toàn bộ gia đình. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Kaka, bé Diễm và toàn bộ gia đình. Đó, thế rồi. Tôi thay mặt gia đình Kaka cảm ơn những món quà rất đặc biệt của bạn. Và tôi thay mặt gia đình Kaka chúc gia đình bạn sức khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Rồi, tạm biệt các bạn đi. Bé không? Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn.